Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đã lâu lắm rồi Hoài mới quay trở lại và làm một cái video clip về hệ thống và chiến lược giao dịch. Bởi vì cái hệ thống giao dịch mà Hoài đang sử dụng đó là một hệ thống về Price Action Trading và Hoài nghĩ nó là một hệ thống phù hợp với những anh chị đã có một vài năm, từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm trên thị trường thì nó sẽ phù hợp với cái hệ thống đó hơn. Và với những anh chị nào mà mới bắt đầu trading, mới tiếp xúc với cái nghề mà đầu đầu tư tài chính này thì Hoài tin là anh chị sẽ làm tốt hơn nếu anh chị khởi đầu với một cái hệ thống giao dịch đơn giản tự động. Đó, đơn giản tự động tức là sao? Tức là tất cả những nguyên tắc của nó đều không cần dựa vào cái chủ quan của người phân tích, đó chính là anh chị chỉ cần tuân theo đúng những cái nguyên tắc của một hệ thống giao dịch thôi là chúng ta đã có thể giao dịch được rồi. Và những cái hệ thống giao dịch mà khách quan tự động đó thì nó rất phù hợp với những anh chị mới bắt đầu trading vì anh chị chưa có kinh nghiệm phân tích thị trường. Thì ngày hôm nay Hoài sẽ giới thiệu với anh chị một cái hệ thống giao dịch huyền thoại, một cái hệ thống giao dịch huyền thoại, đó là hệ thống giao dịch Turtle Trading của trader huyền thoại Richard Dennis, người đã biến cái tài khoản của ông là 400 đô lên 200 triệu đô trong vòng 10 năm bằng cái hệ thống này. Đấy, bây giờ chúng ta cùng đi vào video thôi. Ok, trước khi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm bên dưới cái video này nếu mà anh chị muốn Hoài làm thêm những cái video về hệ thống giao dịch huyền thoại. Hoài rất đặc biệt, rất là thích những cái hệ thống giao dịch mà huyền thoại, tức là những hệ thống giao dịch đã tồn tại trên thị trường được cả nhiều vài chục năm đến 100 năm. Đấy, vài chục năm đến 100 năm. Thì những cái hệ thống giao dịch đó là những hệ thống mà đã được chứng minh là có khả năng kiếm được tiền trên thị trường. Đấy, nó mới được gọi là hệ thống giao dịch huyền thoại. Và quan trọng hơn là những cái người mà hệ thống sử dụng những hệ thống giao dịch này đều là những trader thành công hết, những trader thành công mà kiếm được khối tài sản hàng triệu đô la trên thị trường. Thì cái câu chuyện một cái hệ thống giao dịch Turtle Trading này nó không chỉ là một hệ thống bình thường mà đằng sau nó là cả một câu chuyện rất là thú vị anh chị, một câu chuyện rất là thú vị, đó là câu chuyện của những Turtle Trader. Đó là hồi năm nào đó Hoài không nhớ à không. Ông Richard Dennis là một trader rất là giỏi và ông muốn chứng minh với cả thế giới biết rằng là cái nghề trader này không cần có tài năng thiên bẩm vẫn có thể đào tạo được. Tức là vẫn có thể đào tạo ra được những người từ không biết gì về trading trở thành những trader giỏi. Đấy, thậm chí trở thành những trader mà có khả năng kiếm triệu đô la trên thị trường luôn. Thì ông đã chứng minh được điều đó bằng cách là ông đã tuyển ha, ông đã chiêu mộ 14 học viên cùng với William SH là một người bạn, là một người bạn của Richard Dennis. 14 học viên đó ông đã đào tạo từ những người không biết gì về trading thành những trader thành công, và phần lớn trong số cái nhóm 14 học viên đó sau này đều trở thành những cái nhà quản lý quỹ rất là thành công. Đấy. Những người trở thành nhà quản lý quỹ, người trở thành người đứng đầu của quỹ. Và lại có người trở thành những trader cá nhân kiếm được triệu đô la trên thị trường. Thì ông đã chứng minh được một điều là cái trading nó không phải là một cái gì đó mang tính thiên bẩm. Chúng ta hoàn toàn có thể đào tạo ra được những trader giỏi. Và cái hệ thống mà ông Richard Dennis dạy cho những 14 học viên đó chính là hệ thống Turtle Trading này. Hệ thống Turtle Trading này. Thì cái nguyên tắc và Hoài quên nói cái phần lớn ha, tất cả các 14 học viên của Richard Dennis đều kiếm được 50 đến 100% lợi nhuận hàng năm, 50 đến 100% lợi nhuận hàng năm từ cái hệ thống giao dịch mà ông Richard Dennis này hướng dẫn. Đấy. Và cái nguyên thủy hệ thống Turtle Trading nguyên thủy nha. Nguyên thủy tức là cái thời mà ông dạy đó là nó gồm những cái nguyên tắc giao dịch như sau. Đấy, nguyên tắc giao dịch như sau. Đấy, để cho anh chị thấy nó hơi phức tạp chút xíu nhưng mà tí nữa Hoài sẽ anh chị xem như ví dụ là chị sẽ hiểu ngay. Nguyên tắc của lệnh bay, chúng ta sẽ bay khi giá phá vỡ đỉnh cao nhất, giá phá vỡ đỉnh cao nhất trong 20 ngày gần nhất.
đỉnh cao nhất trong 20 ngày gần nhất. Dừng lỗ chúng ta sẽ dừng lỗ bằng cách tính 2 ATR, tức là cái tỷ số ATR thời điểm đó là bao nhiêu nhân 2 lên. Đấy, thì sẽ tính ra được cái vị trí đặt dừng lỗ từ điểm buy. Trailing stop bằng cách là kéo dừng lỗ lên dần theo đáy thấp nhất của 10 ngày gần nhất. Tức là sao? Tức là nếu mà trong cái quá trình giá tăng lên á mà nó cán xuống, nó giảm xuống, mà nó giảm xuống cắt qua đáy thấp nhất của 10 ngày gần nhất thì lúc đó chúng ta sẽ cắt lại. Đó chính là phương pháp trailing stop. Rủi ro 2% tài khoản trong một giao dịch và nguyên tắc của lệnh sell chúng ta làm ngược lại. Đó là chúng ta sẽ sell khi giá phá vỡ đáy thấp nhất trong 20 ngày gần nhất, và chúng ta sẽ trailing stop và kéo bằng cách là kéo dừng lỗ xuống thấp dần theo cái đỉnh cao nhất của 10 ngày gần nhất. Đó là nguyên tắc của lệnh sell. Các thị trường giao dịch là như thế này. Đó, anh chỉ có thể chụp lại màn hình cái nguyên tắc của trading này. Và một cái hay, một cái thú vị của cái hệ thống total trading nguyên thủy này đó là cái lợi nhuận. Cho anh chị xem trước cái slide kết quả luôn. Cái lợi nhuận hàng năm trung bình của cái hệ thống này là âm 0.8% trong vòng 20 năm gần nhất nha, trong vòng 20 năm gần nhất. Và cái drawdown cao nhất của nó lên tới âm 95.38%, tức là trong 20 năm kiểm chứng đó có một cái thời điểm là giá rơi từ cái đường cong vốn, anh chị, cái vốn mà được test nó rơi từ cái đỉnh cao nhất xuống tới 95.38%, tức là gần cháy tài khoản luôn, anh chị. Đó, có một thời điểm gần cháy tài khoản, và chúng ta cái kết quả này nó đang chứng tỏ là hệ thống này đang thua dần ở thời điểm hiện tại. Đấy, bằng chứng là chỉ có thể xem lại ha, có thể xem cái kết quả test nè của hệ thống này. Chúng ta có rất là nhiều năm thua lỗ, chị hãy để ha, có một những cái năm thua lỗ liên tiếp nè, 3 năm thua lỗ liên tiếp, 4 năm thua lỗ liên tiếp nè. Và tổng lại thì từ năm 2000 đến năm 2019 thì cái hệ thống này thua lỗ dần qua từng năm. Đấy, một hệ thống giao dịch huyền thoại nhưng vẫn đang thua lỗ dần qua từng năm ở thời điểm hiện tại. Vì có khả năng là cái thời điểm mà ông Richard Dennis ông dạy những người này á, thì cái hệ thống này đang hoạt động rất là tốt ở thời điểm của cái thị trường thời điểm đó. Nhưng mà ở thị trường thời điểm hiện tại, từ năm 2000 đến 2019 cũng gần nhất rồi đó, thì cái hệ thống này lại đang thua lỗ. Đó, cái khó chịu của hệ thống này nó là như vậy. Thì trong cái video này Hoài dĩ nhiên là Hoài sẽ không chia sẻ với anh chị một cái hệ thống giao dịch thua lỗ rồi, anh chị. Hoài sẽ chia sẻ với anh chị một cái hệ thống giao dịch chiến thắng. Đó chính là chúng ta sẽ điều chỉnh một chút xíu trong cái nguyên tắc giao dịch của cái hệ thống giao dịch total trading này, làm sao cho cái hệ thống này trở thành một hệ thống chiến thắng ở thời điểm hiện tại. Đây, chúng ta sẽ điều chỉnh như thế nào. Đây chính là hệ thống total trading điều chỉnh nha anh chị. Hệ thống total trading điều chỉnh. Điều chỉnh nha. Điều chỉnh như thế nào? Nguyên tắc của lệnh buy, thay vì mua vào khi giá phá vỡ đỉnh cao nhất của 20 ngày gần nhất thì chúng ta đổi thành phá vỡ đỉnh cao nhất của 200 ngày gần nhất. 200 ngày gần nhất, thay vì là 20 ngày chúng ta dùng tới 200 ngày luôn. Dừng lỗ như cũ, 2 ATR từ điểm buy. Trailing stop chúng ta sẽ trailing stop như cũ luôn, theo đáy của 10 ngày gần nhất. Theo đáy của 10 ngày gần nhất. Và quản lý rủi ro quan trọng nè. Thay vì chúng ta sử dụng 2% tài khoản để mà rủi ro thì chúng ta sẽ sử dụng 1% tài khoản mà thôi. 1% tài khoản thôi nha anh chị. 1% tài khoản cho mỗi trade. Và nguyên tắc của lệnh sell chúng ta áp dụng ngược lại. Ví dụ nha. Chưa vào ví dụ, chúng ta đi vào các thị trường giao dịch nè. Đây là những cái thị trường giao dịch mà cái kết quả backtest chúng ta đang sử dụng ở đây, thì anh chị có thể chụp lại màn hình cái slide này để chúng ta áp dụng. Để chúng ta áp dụng. Rồi, ví dụ nha, đây chính là cái indicator Dolchian Channel 200 chu kỳ. Tức là nó sẽ vẽ ra một cái đường. Đó chính là cái đỉnh cao nhất của 200 ngày gần nhất trên khung thời gian D1 nha anh chị. Trên khung thời gian D1 nha. Cái đường này chính là vẽ ra cái đỉnh cao nhất của 200 ngày gần nhất, thì chính là cái đường này. Thì khi nào giá break lên cái đường này thì chúng ta sẽ tiến hành mua vào ngay lập tức. Đó, đây chính là cái nến mà giá nó break lên cái đỉnh cao nhất của 200 ngày gần nhất thì chúng ta sẽ tiến hành mua ngay khi giá cái thanh nến này đóng cửa. Chúng ta sẽ entry ngay tại đây. Chúng ta sẽ đặt dừng lỗ bằng cách là 2 ATR. Thì ngay cái thời điểm mà chúng ta đặt vào lệnh mua đó, chúng ta sẽ tính ra, chúng ta sẽ giống xuống cái ATR bên dưới này. Đó.
thêm indicator ADR nó có giá trị 80 pip thì chúng ta nhân 2 lên là dừng lỗ chúng ta sẽ là 160 pip nằm ngay tại đây. Đó. Thì anh chị thấy đây là một cái kèo thắng ha. Và chúng ta sẽ trailing stop bằng đáy thấp nhất của 10 ngày gần nhất. Tức là sao? Chúng ta sẽ thêm vào cái indicator Dolchian Channel 10 chu kỳ. Đấy, Dolchian Channel 10 chu kỳ thì nó sẽ vẽ ra một cái đáy ha, cái đáy thấp nhất của 200 ngày gần nhất. Đấy, thấp nhất ha. Thì khi nào mà giá break xuống cái đường này, đó chính là cái thời điểm này nè, dễ không ạ? Đấy, ngay cái tại hình nến này chính là cái thời điểm mà giá break xuống cái đường Dolchian Channel 10 chu kỳ thì chúng ta sẽ đóng lệnh tại đây. Đấy, đây là một cái ví dụ đơn giản cho anh chị thấy cái vào lệnh chúng ta như thế nào. Và đây chính là kết quả backtest của cái hệ thống giao dịch trading mà chúng ta có điều chỉnh nha. Chúng ta có điều chỉnh nha. Thì anh chị thấy phần lớn chúng ta thấy phần lớn các năm được test đều có lợi nhuận. Đó, có những năm có lợi nhuận liên tục. Đó, cái thời điểm mà từ 2010 đến 2014 nè, có lợi nhuận liên tục luôn. Và tổng lại kết quả của hệ thống giao dịch trading có điều chỉnh, chúng ta có lợi nhuận hàng năm 32,12% trung bình. Drawdown cao nhất là âm 41,51%. Cái drawdown này cũng không có phải là không chưa được tốt lắm nha, vẫn chưa được tốt lắm nhưng vẫn có thể chấp nhận được với một kết quả giao dịch đó là lợi nhuận hàng năm chúng ta đạt 32,12%. Và anh chị thấy cái win rate của nó không cao nha, thấy không ạ? Cái win rate nó chưa đạt 50% nữa, win rate nó chỉ là 40,95% mà thôi, nhưng chúng ta vẫn có thể đem lại được hơn 30% lợi nhuận trên một năm. Và nếu so với lãi suất ngân hàng hiện tại chỉ khoảng 3-3,5% mà thôi, 3-3,5% một năm mà thôi, thì chúng ta đạt được 30% lợi nhuận trên một năm để chúng ta gấp 10 lần lãi suất ngân hàng là rất là tuyệt vời rồi, rất là tuyệt vời rồi. Và anh chị nhớ là cái kết quả backtest này chúng ta test từ năm 2000 đến 2019 nha, thời điểm hiện tại là 2021, thì các khả năng mà cái hệ thống này vẫn hiệu quả là vẫn còn rất cao, gần như chắc chắn 100% là cái hệ thống này vẫn còn hoạt động được ở thị trường ở hiện tại. Đó. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta cùng đi xem một vài cái ví dụ thực chiến ha, một vài cái ví dụ thực chiến của cái hệ thống giao dịch Total Trading này xem sao, để xem hiện tại chúng ta có kèo nào hay không. Ok, bây giờ chúng ta cùng đánh giá xem cái biểu đồ thực chiến là trong quá khứ nó có cái giao dịch nào mà chúng ta có thể vào được hay không. Đây chính là biểu đồ vàng nha anh chị, đây chính là biểu đồ vàng nha. Ở cái thời điểm mà khoảng tháng 6 năm 2019 nè, chúng ta có một tín hiệu giao dịch, một tín hiệu giao dịch ở ngay cái, anh chị thấy chúng ta sử dụng cái indicator gọi là Dolchian Channel, chính là cái đường màu xanh này đó, bấm cho anh chị xem ha, DC Dolchian Channel. Anh chị không biết cách vào thì anh chị có thể bấm vào cái nút này, cái nút indicator này nè, chúng ta chọn, chúng ta search cái chữ Dolchian đó, Dolchian, search được chữ Dolchian là ra rồi, bấm vào cái chỉ số kênh Dolchian này và chúng ta chọn vào cái phần thông số nha, chúng ta chọn chiều dài là 200, chiều dài là 200 và cái định dạng chúng ta tắt cái cơ bản đi, chúng ta không cần cái cơ bản, tắt luôn cái dưới luôn cũng được đó, tắt luôn cái dưới, chúng ta chỉ cần để cái trên thôi, để luôn cái dưới chứ quên, để luôn cái dưới để chúng ta vào lệnh sell, tắt cái cơ bản thôi nha. Đó, chúng ta sẽ được một cái indicator như thế này, chúng ta thêm một cái ATR nữa đó, thêm cái ATR nằm bên dưới, ATR sẽ nằm bên dưới để chúng ta đặt stop loss. Thì khi nào mà cái đường trên nó bị giá break lên trên, tức là cái đỉnh cao nhất của trong 200 ngày á bị break lên trên á, thì chúng ta sẽ tiến hành vào mua vàng. Vào thời điểm khoảng tháng 6 năm 2019 chúng ta có một tín hiệu mua này chị, chúng ta có một tín hiệu mua ngay tại đây, nghe không ạ? Có một tín hiệu mua ngay tại đây, nó break lên trên cái đỉnh cao nhất 200 ngày, break lên trên cái đường bên trên của Dolchian, chúng ta tiến hành mua, đặt stop loss bằng cách là chúng ta xem cái thời điểm, tại thời điểm đó chúng ta xem ATR có giá trị bao nhiêu, ở đây là khoảng 12,79 nè, 12,8 gì đó, chúng ta nhân đôi ATR lên, nhân 12,8 nhân đôi lên, lúc đó sẽ ra được cái trị số mà dừng lỗ, chúng ta sẽ đặt dừng lỗ khoảng như thế này, hoặc là tùy anh chị không có cần ATR cũng được, anh chị đặt dừng lỗ dưới đáy của cái cụm nến gần nhất ha, đặt dừng lỗ dưới đây, chúng ta mua ngay tại đây và chúng ta ăn được một sóng tăng như thế này. Và khi mà giá tiếp tục phá vỡ có thêm một tín hiệu mua nữa, ví dụ ngay tại đây nha anh chị,
Đó, ví dụ ngay chỗ này. Như này chị thấy cái đường Dolce Channel nó bị break thêm một lần nữa ngay tại đây nè. Đó, thì chúng ta tiến hành mua nhồi lại thêm một lần nữa luôn. Đó, nhồi lại mua thêm, và cái dừng lỗ là chúng ta sẽ đặt theo cái dừng lỗ mới nhất. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ dời dừng lỗ lên trên. À, dời dừng lỗ lên theo cái vị trí mới nhất. Và chúng ta trailing stop sẽ trailing stop bằng cái Dolce Channel 10 chu kỳ. Và sau khi anh chị vào lệnh rồi, thì anh chị thêm một cái ATR, thêm một cái Dolce Channel nữa để dùng chuyên để trailing stop Dolce này. Đó. Chúng ta bấm cái Dolce số 2 này. Đấy, Dolce số 2 này, tắt cái cơ bản đi. Đó. Chúng ta chọn cái màu khác nhau để chúng ta có thể nhận biết được cái nào là này, chọn màu vàng đi ha. Này, chọn màu cam đi. Cái Dolce màu xanh là để chúng ta vào lệnh, và cái Dolce mà màu cam á, là để chúng ta trailing stop. Cái Dolce trailing stop màu cam á, là chúng ta chọn 10 chu kỳ thôi. Vì sao? Vì cái nguyên tắc giao dịch là chúng ta sẽ trailing stop bằng đỉnh đáy cao nhất của 10 ngày gần nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn đó. Thì cái màu xanh là chúng ta sẽ vào lệnh. Đó, vào lệnh ngay tại đây là giá break lên đỉnh 200 ngày. Và chúng ta sẽ trailing stop bằng đáy của 10 ngày gần nhất. Đó. Mình sẽ trailing stop kéo dần lỗ lên theo cái đường màu cam này. Đó, theo cái đường màu cam này. Cho tới khi nào mà anh chị thấy có một cú break xuống này. Đó, ngay tại cái vị trí này. Ngay tại vị trí này. Xong rồi khó thấy quá. Mũi tên đi. Ngay tại đây. Đó, chúng ta có một cú break xuống ngay tại đây. Thì chúng ta tiến hành đóng hai vị thế mua với lợi nhuận, đúng không ạ? Đấy, cùng xem thêm một cái ví dụ nữa nha. Cùng xem một ví dụ nữa. Ở đây chúng ta có thêm một cái tín hiệu mua nữa chị. Đó, tín hiệu mua. Mua khi giá break cái đỉnh cao nhất của 200 ngày là cái đường Dolce màu xanh nè. Đó. Chúng ta sẽ dừng lỗ là tính 2 ATR bằng bên dưới. Và chúng ta sẽ kéo trailing stop bằng cái Dolce Channel mà màu cam, đó là đáy của 10 ngày gần nhất. Đó, cứ kéo lên. Tới khi nào mà anh chị thấy có một cú break xuống nè. Break xuống là nó sẽ break ngay tại đây nè chị. Nó sẽ break ngay tại cái vị trí này. Đó. Cái Dolce Channel là màu cam đúng không ạ? Màu cam. Thì khi mà giá break xuống thì chúng ta sẽ đóng lệnh. Đó, chúng ta sẽ đóng lệnh ngay tại vị trí này. À, đóng lệnh ở vị trí này. Đó, đó chính là chúng ta mua tại đây mà chúng ta đóng lệnh tại đây thì gần như là không có lợi nhuận ha. Nhưng mà bù lại là cái kèo đầu tiên chúng ta có lợi nhuận rất là lớn ha. Kèo đầu tiên có lợi nhuận rất là ok rồi. Đó. Và hiện tại giá vàng nè, chúng ta cùng kéo thời điểm hiện tại nè. Đó, hiện tại giá vàng nè. Cái Dolce Channel mà đỉnh của cái 200 ngày gần nhất là tận 1968 nè. Và đáy của 200 ngày gần nhất là 1675. Thì tín hiệu giao dịch sẽ xuất hiện khi mà giá break lên trên 1968 thì chúng ta sẽ mua. Hoặc là nếu mà giá break xuống dưới 1675. Và break là phải đóng cửa nha. Break là phải đóng cửa bên trên mức đó, chứ không phải là nó chỉ thọc cái đuôi nữa là chưa được. Nó phải đóng cửa bên trên hoặc là đóng cửa bên dưới. Thì chúng ta sẽ tiến hành vào lệnh. Đó. Thì với cái vàng hiện tại chúng ta không có cần phải phân tích nhiều. Chúng ta nhìn vào cái hệ thống này chúng ta sẽ thấy được ngay là khi giá break đóng cửa bên trên 1968 chúng ta sẽ mua vàng. Và khi mà giá đóng cửa bên dưới 1675 thì chúng ta sẽ bán ra. Đó, đơn giản như vậy thôi, chúng ta không cần phân tích gì cả. Chúng ta chỉ cần dựa một cái hệ thống. Đây gọi là một hệ thống tự động anh chị, một hệ thống breakout đi theo xu hướng. Khi mà giá break lên trên cái đỉnh của 200 ngày gần nhất chúng ta mua, và khi mà giá break xuống dưới đáy của 200 ngày gần nhất chúng ta bán. Đó, nó đi theo xu hướng breakout như vậy thôi. Trên đây là cái video hệ thống giao dịch Total Trading mà đã biến 14 học viên của Richard Dennis trở thành những trader triệu phú hoặc là những người đứng đầu của những cái quỹ đầu tư. Đây là một hệ thống giao dịch huyền thoại, và Hoài đã thực hiện một số điều chỉnh trong cái hệ thống giao dịch nguyên thủy để chúng ta có thể có một lợi nhuận cao hơn và trở thành một hệ thống giao dịch chiến thắng với kết quả backtest ở 20 năm gần nhất. Đây là một hệ thống dịch đã được backtest nha anh chị, đã được backtest tức là đã được kiểm chứng rồi, anh chị hoàn toàn có thể áp dụng vào cái việc trading của mình. Chúc anh chị một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.